Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại có được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu đốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết cát hung nạp vận ra sao trong tháng 3 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2021. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, tức ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy cụ, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 3 âm lịch sẽ cần phải tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 3, tức ngày 21 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 3, tức ngày mùng 3 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 3, tức ngày 18 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 3, tức ngày 30 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành độc thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 trong tháng 2 âm lịch. Quý gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là những người thông minh, sáng dạ, có khí chất, hấp dẫn, mưu lược và bí ẩn. Tuổi Kỷ Tỵ không thuộc tiếp người bốc đồng, phô trương,
họ kín đáo, hành xử âm thầm, khả năng tự lập cao. Họ thường thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon, mặc đẹp hay bị thu hút bởi cái đẹp. Nữ kỷ tỵ quyến rũ, nổi bật, nam kỷ tỵ nho nhã, lịch sự, có khí chất. Đại lâm mộc là cây lớn giữa rừng, che chở cho muôn loài, cho nên họ thuộc tiếp người giàu lòng trắc ẩn hay giúp đỡ người khác. Nhâm dương thủy gặp tỵ âm hỏa nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, tuổi kỷ tỵ cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên, bản mệnh cũng cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu, vận trình con giáp kỷ tỵ khá ảm đạm trên mọi phương diện. Sự nghiệp sa sút khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi và lo lắng. Hơn nữa tài chính không có nhưng lại phải chi tiêu quá nhiều. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, hãy giữ gìn sức khỏe và tinh thần thật tốt. Bước sang tháng 3 âm lịch để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 3 âm lịch thì những gia chủ tuổi kỷ tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Sự nghiệp của người tuổi kỷ tỵ. Tử vi cho thấy, sự nghiệp của người tuổi kỷ tỵ không khởi sắc trong tháng 3 âm lịch. Bản mệnh có thể bị tiểu nhân hãm hại, xèn pha, khiến bản mệnh khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình và để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Cho nên, bản mệnh hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Hơn nữa, bản mệnh là người hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình. Hễ thấy khó khăn là sẽ lùi bước, nên không đi được đến bước đường cùng. Bản mệnh thiếu sự kiên trì và quyết tâm khiến cho công việc có phần bấp bênh, không được ổn định. Những người tuổi kỷ tỵ cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình. Nếu không e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi. Ngoài ra, bản mệnh chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng. Cần phải bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi kỷ tỵ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi kỷ tỵ. Sang tháng 3 âm lịch, tài lộc của gia chủ tuổi kỷ tỵ không có nhiều biến động. Bản mệnh có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bản mệnh cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc và những công việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thì điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Để gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ, tình cảm và xà đạo. Theo tử vi năm 2021 có cho biết rằng, tháng 3 âm lịch, phương diện tình cảm của tuổi kỷ tỵ nhiều biến động. Bản mệnh cần tránh thái độ ghen tuông quá mức, khiến đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi kỷ tỵ đã kết hôn, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung, lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu.
Hơn nữa bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bản mệnh có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Kỷ Tỵ dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ yên ổn, các gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nên mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe, tử vi tháng này cho rằng tháng 3 âm lịch có thêm một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Kỷ Tỵ không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, quý gia chủ không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Ngoài ra, để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bản mệnh cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Kỷ Tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 3 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh phong thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện để đưa đến quý anh chị những kiến thức chuẩn chỉnh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Chúc anh chị và các bạn luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống.